Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của Canfit Củ Chi. Thì hôm nay mình nhận được cái con Lenovo T420 nha các bạn. Đây, hiện trạng của nó đây. Cái máy nhìn rất là dơ nha các bạn, bụi rất là nhiều. Ok, đây. Tản nhiệt nó đây, bụi đóng rất là nhiều nha các bạn. Ok. Hiện trạng rất là dơ. Thì hiện trạng ở cái con T420 này là nó đang bị ăn dòng cao nha các bạn, chạm nguồn. Thì bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành, mình sẽ gỡ máy ra và kiểm tra sửa chữa nha các bạn. Rồi bắt đầu mời các bạn xử lý cùng mình. Rồi sau khi mình đã gỡ cái men ra nha các bạn. Mình đã gỡ cái men ra khỏi cái bệ đít dưới nha các bạn, cái mặt đê. Thì các bạn quan sát rất là bụi nhiều đó nha các bạn. Và đây mình thấy được cái mặt dưới nha các bạn. Cái mặt dưới là nguyên nhân là khả năng là nó bị chạm nguồn ăn dòng cao là tại vì cái vị trí này nha các bạn. Nó mấy cái ron nè, mấy cái ron mút này nha các bạn, nó sau một thời gian thì nó sẽ bị phân hủy đi nha các bạn, và nó sẽ chảy nhựa ra, chảy nước ra. Thì khả năng đây là nguyên nhân dẫn tới cái men mình bị chạm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ xử lý những cái phần này nha các bạn. Mình sẽ xử lý sạch những cái phần này, và mình kiểm tra xem cái mấy cái tụ nguồn 19 này tại vị trí này, khả năng là tại nguyên nhân là tại vị trí này nha các bạn. Tuy mình chưa có đo đạc nhiều nha các bạn, nhưng sau khi mình gỡ ra thì mình thấy khả năng là nằm ở vị trí này. Đây, bây giờ mình sẽ vệ sinh đó, và mình sẽ cách ly những cái tụ này ra nha các bạn, xem cái men có hết chạm hay không nha các bạn. Ok, mời các bạn theo dõi tiếp cùng mình. Rồi, sau khi mình vệ sinh sạch sẽ nha các bạn, sau khi mình vệ sinh cái ron mút ở đây sạch sẽ thì các bạn sẽ phát hiện được đây là ba cái tụ nguồn 19 ở vị trí này nha các bạn. Ba cái tụ nguồn 19 ở vị trí này, và mình cũng quan sát là mình thấy cái tụ này nó có vấn đề nha các bạn. Đây mình dùng cái này mình chỉ cho các bạn xem. Đây đó, vị trí này nha các bạn, vị trí cái tụ này đang có vấn đề. Đây là cái tụ, để mình coi nó là cái tụ bao nhiêu nha các bạn. C1316 nha các bạn. C1316. Đây, mình thấy là cái tụ này đang có vấn đề nha các bạn. Cái tụ này có hiện tượng rỉ nè. Sau khi mà nó nằm ở dưới một cái lằn mút mình vừa vệ sinh sạch sẽ nha các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ khò, mình bóc cái tụ này ra nha các bạn. Mình sẽ cách ly cái tụ này ra, xem. Trước khi mình bóc thì mình sẽ cho các bạn xem lại cái tổng trở của cái nguồn 19 nha các bạn. Cũng như lúc đầu mình đã nói là cái men này là nó ăn dòng cao nha các bạn, nó chạm dòng. Rồi bây giờ mình sẽ dùng đồng hồ đó, mình sẽ đo lại cho các bạn coi cái tổng trở của nó nha các bạn. Đây, mình sẽ cho các bạn xem cái tổng trở. Để trước khi mình bóc cái tụ đó ra nha các bạn, và sau khi bóc. Đây, các bạn quan sát là mình sẽ đo. Đó, các bạn thấy là cái tổng trở nó có 8 ohm mấy nha các bạn, 8 ohm 4. Tổng trở của nguồn 19 tại cái C1316 nha các bạn, C1316. Đây, C1316 tại vị trí này. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ bóc cái tụ này ra nha các bạn. Thường ở những cái dòng IBM ThinkPad này, nó rất hay bị những cái hiện trạng như là vô nước nha các bạn, hoặc là nó rỉ, nó sét. Do đó là nó hay bị lỗi. Còn cái máy này khi mà mình giữ ở cái môi trường bình thường và nó rất là xài, rất là ok nha các bạn, nó rất là bền. Những cái dòng này nó rất là bền nha các bạn. Nhưng mà do nó mình bị sơ ý, mình bị cho nó vô nước, bị ẩm nha các bạn, thì nó sẽ gây ra những cái hiện tượng như mình vừa vừa cho các bạn xem.
Rồi bây giờ mình sẽ cách ly cái tụ này ra nha các bạn. Đó, mình sẽ cách ly cái tụ đó ra. Đó, mình sẽ cách ly cái tụ này ra. Đó, và sau đó mình sẽ cách ly xong, sau đó mình sẽ đo lại cho các bạn xem là nó có hết bị sọt không nha các bạn. Đa phần cái dòng T410, T420 này, rất là nhiều dòng Lenovo, IBM, ThinkPad này nha các bạn, nó hay bị cái hiện trạng là bị rỉ nha các bạn. Đây cũng là một cái ban hay gặp đó, và mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem. Rồi, mình vừa bóc cái tụ đó ra nha các bạn. Mình vừa bóc cái tụ C1316 ra nha các bạn. Đây, C1316. Rồi bây giờ mình sẽ đo lại xem trên men đã hết sọt chưa nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ đo lại trên men. Rồi, như vậy là trên men đã hết sọt nha các bạn. Như vậy trên men đã lên cao, tổng trở trên men đã lên cao nha các bạn. Rồi. A few moments later. Rồi, ok. Sau khi mình đã cách ly cái tụ C1316 nha các bạn. Và cái tổng trở trên men đã ok rồi nha các bạn. Thì bây giờ mình đã gắn RAM và CPU vào rồi nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ gắn màn hình vào, mình xem là men có xuất hình hay không nha các bạn. Rồi các bạn cũng quan sát cái đồng hồ dòng giúp mình để xem là máy có dòng boot hay không nha các bạn, và máy có xuất hình hay không, để mình sẽ kết thúc một cái ban quen thuộc nha các bạn ở dòng Lenovo IBM ThinkPad T420 nha các bạn. Ở cái dòng này thì nó hay bị rò rỉ mấy cái tụ nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình gắn màn hình vào nha các bạn. Mình sẽ gắn màn hình vào. Rồi mình sẽ gắn cáp vào. Rồi mình sẽ cầm lên nha các bạn. Đây. Mình sẽ kích nguồn cho các bạn xem. Các bạn cũng quan sát cái đồng hồ dòng của mình nha các bạn.
Rồi, như vậy là máy đã lên hình nha các bạn. Ok các bạn, như vậy là máy đã lên hình. Như vậy nguyên nhân ở cái con T420 này là lỗi cái tụ C1316 nha các bạn. Sau khi mình cách ly và mình xử lý cái tụ thì máy đã hoạt động bình thường nha các bạn. Như vậy video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.